Rồi mình quay lại cái video clip này. Thứ nhất là một là tại vì sẵn có chiếc xe Nouvo 4 các bạn mang qua đây làm là một. Cái thứ hai nữa là mình gọi là có một rồi mình chia sẻ lên một cái gọi là cái góc bóc phốt mình thì bóc phốt này khách hàng họ gọi là họ bóc phốt mình luôn đó. Nhưng mà tại vì bóc phốt theo cái kiểu gọi là xúc phạm nên xíu nên mình thấy là hơi quá đáng nên là mình chia sẻ ra. Thì mốt anh em nào mà có giống bạn này thì đừng mang xe qua đừng mang xe qua tiệm mình làm nghe mất công về lại thêm nhiều cái phốt nữa, nó cũng không có vui gì đâu. Thì chiếc xe Nouvo 4 này thì trước đó là xe đã được thay cái lồng, mình không có gì cái làm, nhưng mà xe thay lồng sau xe xước bắp rồi làm hết bình xăng con đồ đó. Nhưng mà cuối cùng mà xe này vẫn bị tình trạng là chảy xăng dư rồi vẫn đề khó nổ không anti. Thì hôm nay thì mình sẵn mình mở ra mình canh lại thôi, mình kiểm tra mình canh nó sẵn thì lại mở cái xe này ra nè, nó có cái phốt nước mát cái xe này bị hư á, nên là nhắc lại cái chuyện gọi là khơi lại cái chuyện hôm trước là mình làm cho chiếc xe Nouvo 4 đó. Là buổi sáng ngày hôm đó mình làm hai xe đi làm nước mát với nhau luôn, như là cái chiếc xe đầu tiên là mình đã có hẹn rồi, còn cái chiếc xe kia thì là họ mang qua thôi, nghĩa là họ xem clip mình họ mang qua. Thì á, mình vẫn làm bình thường, nghĩa là mình báo ở xe nó bị xì nước nè, thì mở cái làm nước xong rồi kiểm tra con lát rồi mua cái bộ con phốt bơm nước luôn. Thì sau khi mình làm xong á, mình làm một chiếc xe thì nó mất tầm 3 tiếng 4 tiếng đồng hồ còn cho mới xong một chiếc xe anh em. Thì xe mình rớt đầu cũng như nè, làm rất là lâu đó. Thì sau khi làm xong thì về các bạn đó, các bạn mới gì nè, để mình vô cái phần tin nhắn này. Để mình cho anh em xem là bạn đó bạn gọi là bóc phốt mình theo cái góc độ như này, còn cũng gọi là đây bạn đã có cái nick Facebook có tên là Âu Lê đây. Tôi đã đem xe tới tiệm sửa về review cho anh em xem. Thứ nhất, anh Khang có sự hiểu biết về lỗi của xe, có tài nhưng không có đức. Đây nha, mình ghim câu này nha, có tài nhưng không có đức nha. Xong anh ấy thay phụ tùng lấy giá gấp 3 lần, ví dụ phốt bơm nước. Đây nè, mình vô đây mình nhà vô thì đã họ vô họ chỉnh sửa lại nha, tự chỉnh sửa luôn nè, nghĩa là xóa bỏ cái câu mà nói mình có tài không có đức nha. Ví dụ phốt bơm nước chỗ phụ tùng Yamaha luôn mới ghê chứ nha, 60.000 là cái phốt này anh em. Tao bạn cái phốt này hồi nãy đục ra đâu tính đây luôn, đây dẫn chứng luôn đó. Đây là cái phốt này nè, phụ tùng Yamaha là 60.000 mà anh ấy bán 180. Rồi nói cho bạn biết luôn, bạn biết là ở trong phụ tùng á, cái phốt này nó có mấy loại không? Chưa kể nha, xe bạn tôi nó có loại rẻ, loại xài được, còn loại tốt và loại zin. Mà biết cái phốt zin nó bao nhiêu tiền không? Các bạn biết mà, cái anh khách anh ngồi lại tôi làm xe anh đó trước xe bạn mà bạn biết anh khách nó nói là cái phốt anh lên hãng anh hỏi là tới 400 mấy gần 500.000 cho cái phốt zin này nè. Mà các bạn thử biết mà, đó, thử lên hãng hỏi mua đi. Còn cái chỗ phụ tùng Yamaha của bạn là chỉ là đại lý bán phụ tùng thôi. Rất là nhiều, họ bán rất là nhiều loại nha, họ bán phụ tùng cả Honda cả Suzuki nha, nghĩa là gọi tiệm phụ tùng đó. Thì bạn đi so giá mà bạn so một cách gọi là ấu chỉ, bạn so không được cách bạn có biết là cái phốt tôi hai cho bạn đó là cái loại nào hay không, mà bạn so bạn nói là ở tiệm phụ tùng 60 mà đến thành 180. Rồi thêm ở dưới nè, sửa một lần thay rất nhiều món. Ở thay cái gì mà nhiều món thì thay có một bộ ron thôi, chỉ cái con wheel lát cái bơm nước của bạn thay cái gì mà nhiều món. Món nào cũng đánh giá gấp 2 gấp 3 lần. Rồi bạn nói là không tin, mọi người cầm cái món hàng anh ấy thay đem đến chỗ chuyên bán phụ tùng hỏi xem. Chưa kể anh ấy tính công 150 đấy, làm gì mau giàu lắm. Phải rồi, bạn mở tiệm cho tôi đi rồi mau giàu nhé. Thứ nhất tôi nói cho các bạn nghe nè, cái bộ con của Ford này nè, bơm nước nha, bơm nước 3 cái, nó có loại 1, loại 2 nha, loại hàng chính zin hay loại zin và loại rẻ nha là một. Con wheel lát này cũng vậy nha, con wheel lát này nó có rất là nhiều món nha. Nè các bạn muốn so thì tôi cho các bạn so luôn nè. Đây là cái hàng mà tôi hay xài, tôi hay lắp cho cái xe của bạn nè nha. Đây nè đó, tất cả những bộ con Ford mà tôi hay cho các bạn là tôi hay bộ con này. Còn các bạn đi phụ tùng mua đây nè, cái bộ tôi mua bán bộ con bơm nước Nouvo 4 đây, bộ con Nouvo 4 lít mấy chục ngàn bộ đây. Rồi cắt ơi Nên nay tôi mua thử một bộ tôi cắt cho các bạn coi nè, để anh em nào xem hồi đó giờ xem là làm ở bên tiệm của mình là đó giờ có anh em nào mà thấy mình thay mình xài cái con này chưa. Hôm nay tôi chạy đi kiếm mua cho bằng được cho anh em coi nè. Nè đây là cái con nè, chưa, ba cái con nè, cái con này là cũng bằng còn giấy luôn nè, chưa nè đó. Mà con có nó lô chưa, muốn so giá thì các bạn so cho đúng nhá. Các bạn cứ mua một cái bộ còn cái post nữa, nhưng mà ở đây mình ta hết hàng rồi, mình cũng hết rồi, mình không cho anh em một cái post. Cái post thì nó có loại đúng zin là gần 400.000, trên hãng là 400 mấy gần 500.000 cái post zin nha anh em nha. Còn cái hàng của mình sai là hàng ngoài, không phải là hàng zin, nhưng mà cái hàng bao xài bao bảo hành em xài thoải mái review đó. Còn cái hãng nó có một loại post rẻ nữa, nó vẫn có loại rẻ, chỉ có loại rẻ nó có rất là nhiều loại post luôn. Mỗi một nhà xuất sẽ xuất ra một cái post riêng đó. Ai ham lợi nhuận thì nè, bạn nào mua ham lợi nhuận, nếu bạn nào thích mà tự rẻ rồi đó nè, nó mua bộ này đó, mấy chục ngàn một bộ. Mình đây là chưa bao giờ mình xài mấy cái con này luôn. Đây trước giờ mình xài con là mình xài con này zin nó màu đen nè, con này bằng thép nè em nhớ nha, con này con nó bằng thép nè. Đó anh em muốn so đó thì đó nè, thì cái coi lại xem là cái tôi đang xài cho anh em cái gì đó, về chất lượng như thế nào, về đồ của nó như thế nào. Nó có rất nhiều giá. Thứ nhất tôi làm cho bạn đó là cái hàng của tôi và cái hàng chất lượng của tôi. Tôi làm xong còn bao cho bạn, còn bảo hành cho bạn, chứ không phải là làm xong làm chiếc xe của bạn mất từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Bạn nói làm mau vào đúng không? Mà về bạn thử mở đi rồi mau vào nè. Bạn bình luận rất là nhiều trong video của tôi luôn. Một cái video này còn đây nè, bạn bình luận cũng hơi bị nhiều á, nhưng là mình thành đáng lẽ mình không muốn nói đâu, nhưng mà bạn nói này thì mình thấy nó hơi quá đáng thôi. Bạn nói nha của bạn, để mình vào trong cái phần một ngày này mình xem được rất là nhiều cái tin nhắn, 3-4 tin lần á đó. Để cho các bạn mình công khai cái giá ra nè. Anh em nào nói mình làm mát cái này mốt có biết là đừng qua mình làm nữa. Nguyên cái hệ thống nước mát bơm nước cho với nouvo 4 có 1 triệu mà các bạn nói tôi làm mát thì các bạn có thể đi ở đâu ra làm rẻ thì các bạn có thể đi chỗ đó làm nha. Đó, các bạn so mà bạn không so chất lượng, các bạn đi so giá cả của thợ làm mà các bạn so với cái tiền phụ tùng thì các bạn thực sự là mốt các bạn cái đó gì còn kêu thêm nhiều người làm giống bạn nữa, thì bạn tìm ra nhiều người giống bạn như đó rồi tất cả còn kéo nhau lên trên gần sống luôn, chứ sống ở dưới này chi nữa. Chứ không có cái tiệm sửa xe nào mà người ta mà thay cho bạn một món mà người ta tính mua 1.000 mà người ta bán 1.000 hết á nè. Bạn còn ghi rất là nhiều món trong này nữa để tôi chia sẻ lên cho anh em thấy, thì là tôi gọi là giống như là có 3 mặt một lời vậy đó nè. Đây tổng thiệt hại của mình, thay ron bơm nước thay nguyên bộ ron nha các bạn, 240.000, phốt bơm nước 180, cánh quạt 160, ron quy lát 140, tiền công 150, giá còn cao hơn hãng. Bạn ra chỗ chuyên phụ tùng hỏi là rất ngạc nhiên khi mình xem lại. Ủa xem sao? Mốt này không lẽ mua 50 chị bán bằng 50 hả? Là một nha. Nè cái phần này sao bạn không ghi thêm nữa? Cái bạc đạn của bạn một cái bạc đạn bơm nước 60.000 nữa, sao bạn không ghi ra luôn? Đó. Các bạn sống thì các bạn cũng phải vừa phải thôi. Thứ nhất tôi làm cho các bạn là tôi còn bảo hành. Các bạn quay lại đây tôi còn bảo hành cho các bạn. Những chiếc xe mang đến cho tôi làm này rất là nhiều. Có chiếc xe tôi làm nó hành tôi lần 2 lần 3, nhưng mà sự các bạn nè, tôi bỏ công ra tôi làm là tôi chỉ lấy tiền anh em một lần thôi, lần sau mà nó có trục trặc là tôi bảo hành lại hết nha. Tôi thay lần sau đó rất nhiều anh em đã làm cho tôi, giống như những chiếc nouvo 4 mà làm để khó nổ hoặc là bị dập gòn đó. Các bạn hỏi xem những bạn đã làm cho tôi, các bạn đã biết. Các bạn quay lại lần sau đó, tôi làm xe tôi có lấy tiền các bạn mà thêm nhiều không, hay là trừ những cái món nào mà gọi là tôi trước đó tôi chưa có làm á, thì tôi thay thì tôi lấy phụ thu thêm cái đó thôi. Còn những cái món mà tôi làm mà nó bị trục trặc bị lỗi tôi đều đổi cho các bạn. Còn các bạn đi mua phụ tùng thì các bạn phải biết là nó có loại 1, loại 2, loại 3 hay là hàng chính zin hay là gì không. Các bạn nên so như vậy, chứ các bạn đi bạn này áp đặt nó là nói là cái giá của tôi gấp 3 lần rồi, bạn lấy cái giá cái món đồ của tôi bạn so với cái món rẻ nhất của tiệm phụ tùng. Ở cái chỗ phụ tùng họ bán đủ mọi mặt hàng, các bạn muốn giá nào họ bán cho bạn cái loại đó. Loại zin có, giả zin có, hàng siêu rẻ cũng có nữa đó. Bạn nhắn còn được 2-3 luôn nè. Bạn coi nè, không review cho bạn, có nói review cho anh em xem. Anh ấy thay phụ tùng lấy giá gấp 3, phải rồi, cái nào tôi cũng tính cấp 3 chứ. Bạn so cái giá của tôi, đồ của tôi bạn so với cái giá rẻ nhất của tiệm phụ tùng mà. Cái bộ ron cũng vậy thôi, nó nếu mà các bạn so với hàng chính zin nó sao mà không so đi. Cái hot zin này nè, cái hot bơm nước này mà cái hot zin đó nó rất là mắc tiền. Nhiều khi anh em đi xe em ngán tiền thì tôi mới lấy cho anh em một cái loại mà gọi là xài chất lượng gần với zin thôi, nhưng mà không phải hàng zin, còn chứ không phải là cái loại rẻ nhất. Mà các bạn so với tôi là so cái loại rẻ nhất là các bạn so không đúng thứ nhất nha. Đó, còn các bạn muốn rẻ nữa thì tự biết giá, biết chỗ mua rồi thì ra thì phụ tùng mua đi rồi về nhà tự tháo tự thay luôn, chứ đừng đem ra thợ. Làm cho bạn một chiếc xe đổ mồ hôi sau nước mắt cả nửa ngày trời để mới được chiếc xe tiền công 150.000 mà các bạn xôi mối. Cái thể loại giống là sống như kiểu như bạn suy nghĩ đó thì các bạn đừng bao giờ mang đồ đi đâu, nhà bạn có hư đồ gì đó đừng mang đâu sửa hết á, tự ra mua đồ linh kiện gì tự mở tự mua đồ gì, chứ đừng có đem ra ông thợ nào sửa hết á, tại vì bạn đi đến đâu bạn cũng sẽ chê người ta như trang vậy thôi nhá. Đây tôi làm cho bạn, tôi làm cả về chất lượng lẫn uy tín, tạo cho bạn một cái chiếc xe hoàn hảo. Phải như tôi làm cho bạn chiếc xe đó nó không được như ý á thì các bạn có thể là trách móc luôn thì tôi chịu. Còn này làm mới chỉ làm xong là đi mới về xong là qua ngày hôm sau là lên là các bạn đang cho bạn nói là làm mắc làm rẻ này, là mà đi so giá phụ tùng thì thôi dẹp bạ đi. Nếu mà so giá phụ tùng thôi dẹp đi đó. Mẫu khách nào mà qua sửa xe mà các bạn mà cứ so giá đi các bạn mang đi sửa xe á, ai biết hết đó, mang đi sửa xe thì thứ nhất làm xe im ngon đó có chất lượng hay không đó là một chuyện, còn các bạn mà so thêm giá phụ tùng nữa thì thôi tự mua về tự thay đi, chứ không có ông thợ anh thợ nào mà đi mà lấy 1.000 gì bán 1.000 rồi ngồi sống bằng niềm tin nè. Hả? Rồi các bạn nghĩ là tôi làm gì mau giàu lắm thì các bạn thử mở tiệm giống chúng tôi đi rồi thử coi giàu được hay không. Làm như dễ ăn lắm á, như là làm cái được liền á, không có tốn tiền mặt bằng, không tốn tiền thợ hay không tốn gì hết á. Không có giống như chiếc xe này nè. Bạn làm bạn tốn không cũng mấy triệu rồi nè. Mà chiếc xe vẫn không được ngon lành thì mình vẫn phải canh chỉnh lại nè. Đó, còn cái xe của bạn tôi làm cho bạn một lần nó đã ngon lành chưa? Vậy các bạn bỏ số tiền ra như thế nào? Nguyên cái hệ thống nước mát nouvo 4 từ con Vilas gớt đầu xuống, chà rửa sạch sẽ rồi thay những cái xin ở bên cái hệ thống mà van nhiệt rồi làm hết tất cả cho các bạn luôn, thay cánh quạt, thay bạc đạn, thay hết bộ con Ford. Tiền công luôn đó, chi phí 1 triệu, nước mát, nước nồi nữa, làm mất mấy tiếng đồng hồ. Thì đó anh em là nếu mà những chỉ có những người thợ làm thì người ta cảm thấy là nhiều khi tiền công nó không đáng, người ta phải lấy nhiều hơn nữa thì mình bỏ ra mình làm chiếc xe nó hoàn hảo là cho khách đi an tâm. Giờ khách làm xong rồi khách quay sang khách so đo về giá nữa đó. Thì thôi nha, thì hôm nay là mình chỉ thấy cái góc cái khách họ gọi là họ bóc Ford mình ở cái này đó. Bình thường mình sẽ gọi là bạn này nè, tôi thiệt sự bạn luôn, hôm trước là tính tiền cho bạn xong, gương mặt bạn tôi còn nhớ rõ lắm nha. Hôm bữa bạn tính tiền xong bạn hỏi tôi là có bảo hành không, tôi nói tôi bao bạn chạy bao bảo hành, nhưng mà sau khi bạn bình luận những video như thế này thì nó thẳng với bạn luôn, xe bạn mơ chì một cái gặp trục trặc vậy thì đừng mang qua tiệm tôi nữa, ok nha. Đây là tôi chia sẻ rộng rãi luôn á, này là thiệt vậy. Tụi bạn lần sau bạn đến đây thì tôi từ chối thẳng luôn, thì tôi đã khóa cái lốc của bạn lại thì bạn không thể nào vô đây bạn xóa những cái bình luận của bạn được nữa đó, tôi biết luôn. Thì thường là những anh em mình luận xong hay là không đúng họ quay lại họ xóa, nhưng mà tôi hứa đảm bảo luôn bạn không thể nào xóa được, bạn không xóa được những cái mà gọi là cái bình luận mà bạn đã bình luận trên những video của tôi đâu.